Xin kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc cuốn Mình Sát Tuệ của tác giả Frank Tullius do Thích Nữ Tuệ Dung Việt Dịch và Thích Nữ Chí Hải Hiệu Đính, nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Xin phép bắt đầu. Ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 2 năm 1986. Thầy chùa, sự tu tập của thầy đến đâu rồi? Thầy Mai, 2-3 ngày trước con quan sát rất kỹ tâm mình, tâm nghe nhờ thực hành tuệ quán. Có lần khi ở trong tư thế thân ngồi, con có một cảm giác rất mạnh mẽ thoáng qua là không có cái tôi, một cảm giác mà từ trước đến nay con chưa hề có. Thầy chùa, cái gì không phải tôi? Thầy Mai, con không biết, chỉ là cái đó không phải tôi. Sau đó con cảm thấy rất buồn và xuống tinh thần trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Con không thể về với chính mình trở lại. Thầy chùa, thân hay tâm là không phải thầy? Thầy Mai, con không biết, bởi vì lần này không rõ như lúc trước. Khi con thấy cái thân ngồi, không phải là mình. Lần này cảm giác ấy rất ngắn ngủi. Thầy chùa, lúc ấy thầy đang ở trong tư thế nào? Thầy Mai, ngồi, nhưng cảm giác ấy lại quá ngắn ngủi, con không thể giải thích được. Lần đầu khi con thấy thân ngồi không phải là mình thì rõ ràng, nhưng con lại không sợ hãi như bây giờ. Lần này con chỉ có một cảm giác rất mãnh liệt rằng đấy không phải mình. Con muốn có cảm giác của một người bình thường như cũ, nhưng con không thể. Sự tình ấy kéo dài đến tối, khi ấy con bèn ngưng tập. Thầy chùa, thầy không thể trở về trạng thái bình thường được. Thầy nghĩ thế nào là bình thường? Thầy Mai, con muốn có cảm giác mình là một người bình thường. Thầy chùa, lúc này khi quan sát thân ngồi thì tâm là cái đang quan sát. Trước đây bạn có quan niệm sai rằng chính bạn đang quan sát cái thân ngồi, nhưng khi niệm và tuệ bén nhạy hơn thì tuệ thấy rằng cái đang quan sát thân ngồi không phải là bạn. Từ khi sinh ra đến giờ, bạn chưa hề có cảm giác như vậy. Thấy được tâm không phải là mình đâu phải dễ. Vì mỗi lần thấy là bạn nghĩ tôi thấy. Mỗi lần nghe, bạn tưởng tôi nghe. Bất cứ tâm sinh khởi, như thương, ghét, bạn đều có quan niệm sai lầm đấy là cái tôi. Cứ thế suốt ngày, suốt đêm. Ta không thể nhìn, nghe hoặc sờ được danh hay tâm. Không có mùi, cũng chẳng có vị. Tâm là bản tính biết. Ví dụ, tâm có tham, có sân, định và tuệ là tâm. Tâm có thể biết tâm, tâm có thể biết sắc. Chỉ có 2 thứ trên đời là sắc pháp, tâm pháp. Nếu không thấy được sắc, không phải mình, thì thầy sẽ thấy danh. Khi thầy ngồi, tâm quan sát thân ngồi, nhưng 3 bộ tâm. Thay vì quan sát thân ngồi, lại biết tâm không phải là mình. Vì tâm thầy và tâm của thầy thấy tâm nhưng không có ham muốn, và thầy không biết đấy là cái gì, vì trước đây thầy chưa hề thấy sự kiện này. Thầy có quan niệm sai lầm và đã chấp chặt tâm là mình, và sự kiện này đâu phải chỉ xảy ra trong kiếp này. Khi tà kiến đã chuyển thành chính kiến và chân lý tự tính Sabhava đã được thấy, thì phiền não chấp tâm là ta đâm hoảng sợ, buồn bã, thất vọng và rất nhiều cảm giác khởi lên vì chúng muốn trở về với tà kiến thấy có ta như cũ. Đạo Phật là một triết lý phổ quát, có nghĩa là những chân lý mà Đạo Phật đưa ra đúng cho khắp nơi và với tất cả mọi người. Những chân lý này được chứng minh nhờ sự quan sát thân và tâm của chính mình, không giống như một số các chân lý khoa học hiện đại được chứng minh do nhìn ra ngoài. Thầy phải tu tập để chứng minh chân lý. Thực hành lời dạy của Đức Phật là mỗi người tự thấy cho mình, thấy được chút xíu về tự tính Sobhava, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là tự ngã, cũng rất lợi lạc cho bạn. Chỉ mình biết, không ai có thể san sẻ cái biết ấy với mình. Thầy Mike, chủ nhật vừa rồi các bạn đến có thăm hỏi con đạo Phật là gì, và con bảo là không phải tôi, thế là họ nhìn con trân chối. Như thể là con đã biến thành người khác. Họ rất hoài nghi hệt như con trước kia, bởi vì con nói với họ về một điều mà họ chưa bao giờ cảm thấy. Họ chưa hề tu tập nên họ không hiểu gì cả. Họ nghĩ con là điên. Thầy chùa,
Tôi muốn kể cho thầy nghe một câu chuyện. Giả sử thầy là một con rùa có thể sống ở dưới nước lẫn trên cạn. Thầy có thể thấy được sự khác biệt giữa đất và nước. Đất có thức ăn ngon, có tivi, radio, vân vân. Khi rùa xuống nước, cá hỏi bác đi đâu thế? Rùa bảo, tôi mới ở trên đất liền về. Cá hỏi, trên đất có nước trong để bơi lội không? Rùa, không, làm gì có chuyện ấy. Vậy đất có nước bẩn à? Cũng không, đất có rất nhiều thứ khác hẳn với nước. Rùa cố gắng giải thích, nhưng cá không tài nào hiểu được. Đây là trường hợp tương tự như trường hợp của thầy. Thầy có giải thích về tuệ minh sát, Vipassana, nhưng các bạn của thầy không hiểu được vì họ sống trong thế giới phàm phu, thế giới của nhiễm ô phiền não, khác hẳn với thế giới của thầy. Thầy đã hé thấy được chút xíu của thế giới vô ưu. Ngày thứ 8, ngày 7 tháng 2 năm 1986. Thầy Chu A, giây phút hiện tại rất quan trọng với sự tu tập tuệ quán Vipassana. Giây phút hiện tại của cái gì? Giây phút hiện tại của Yoga Vachara, tinh tấn, niệm và tuệ. Ba tâm này, Yoga Vachara phối hợp với nhau. Do đó, lợi điểm của giây phút hiện tại là nó đưa ra đến sự thực chứng tự tính Sabhava. Ngay bây giờ, thầy đang ngồi. Vậy giây phút hiện tại là gì? Thầy Mai, thân ngồi là giây phút hiện tại. Thầy Chua, cái tư thế của thân có phải là thân ngồi không? Không có trả lời. Toàn thể tư thế ngồi là thân ngồi. Thầy phải quan sát hình dạng chính xác của tư thế với thân ngồi, thân đứng vân vân. Nếu không quan sát đúng thì tuệ minh sát Vipassana không xuất hiện được và do đó không thể thay đổi cái quan niệm sai lầm cho rằng thân và tâm là một và là ta, ai sở hữu cái thân ngồi. Thầy Mai, không ai sở hữu cái thân ngồi cả mà chính tự tính Sobhava đang có tư thế ngồi. Thầy Chua, đúng. Giây phút hiện tại rất quan trọng vì nó đưa đến tuệ minh sát Vipassana và hiển thị tự tính không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải tự ngã. Tự tính này kỳ thực là ngũ uẩn hay danh sắc và chính là chân lý về khổ Dukkha Saccha. Sắc hay thân là tự tính Sabhava mà vô tri, trong khi danh tức bốn uẩn còn lại, thọ tưởng hành thức thì có cái biết. Thầy đến đây để tu tập để xác chứng lời dạy của Đức Phật. Nếu tu tập đúng thì tự tính sẽ được thực chứng do ba tâm, danh, tinh tấn, niệm và tuệ, quan sát cái thân ngồi, thân đứng vân vân trong giây phút hiện tại. Bước thứ nhất, ba tâm phải nhận ra tự tính Sobhava là không phải đàn ông, đàn bà, không phải tự ngã cho đến khi điều ấy thực rõ rệt. Khi ấy sẽ có sự thay đổi quan niệm sai lầm, tà kiến cho rằng danh sắc là ta, là tự ngã. Tiếp theo, trí tuệ sẽ chứng ngộ ba đặc điểm của tự tính là vô thường, khổ, vô ngã, cũng không và cũng giống như một con hổ. Trước hết, thầy phải thấy con hổ rồi sau mới thấy được những cái vằn của nó. Thầy đã thấy thân ngồi không phải là tôi, không có tôi trong tư thế ngồi, đó là thầy đã thấy tự tính Sobhava. Cái cách mà thầy ngồi là một biểu hiện của tự tính Sobhava. Thầy biết về danh sắc hay năm uẩn, nhưng chỉ biết đến cái tên, chỉ biết về lý thuyết. Nếu không tu tập theo tắc niệm xứ, Satipatthana nói trong kinh đại niệm xứ Mahasatipatthana, thì thầy sẽ khó mà thực chứng được tự tính nơi chính mình. Nếu không thực chứng điều này, thì thầy cứ nghĩ thân và tâm, danh sắc là ta, là tự ngã. Ai bám vào danh sắc, xem nó là tự ngã vậy. Thầy Mai, phiền não hay nhiễm ô, tên gọi là tà kiến. Thầy Chua, tham ái và tà kiến đi đôi với nhau. Khi tà kiến có mặt thì tham ái cũng có mặt. Chúng là trợ duyên cho chấp thủ. Chấp thủ, sự bám víu, cái gì? Chấp năm uẩn hay thân tâm là ta, đưa đến hậu quả là danh sắc sinh trở lại. Không ai biết danh sắc bắt đầu từ khi nào hoặc khi nào chúng chấm dứt. Danh sắc sinh ra hồi nào là điều không quan trọng vì đã thuộc quá khứ, nhưng quan trọng là chu kỳ sinh ra và đau khổ của danh sắc. Vì nhiễm ô phiền não đã bám lấy thân tâm trong một thời gian dài, làm sao chúng ta có thể cắt đứt được vòng xích này bằng cách tu tập, khi ấy danh sắc tiêu. Thầy Mai, con muốn hỏi về đạo Phật,
Một người đã thấy tự tính, đã hoàn toàn dập tắt phiền não, thì tại sao người ấy lại còn tâm đại bi? Con không thể giải thích cho các bạn khi họ đến thăm con. Thầy Chu à, Đức Phật và các vị A-la-hán không có phiền não. Các ngài biết là thầy Frank, tôi hoặc thầy Mai đang khổ vì sinh, già, bệnh chết, buồn não. Vì thế các ngài xót thương chúng ta, xót thương chúng sinh khổ vì tự tính bị phiền não che lấp. Đức Phật muốn thấy chúng sinh thoát khỏi phiền não như ngài đã giải thoát. Thầy Mai, các bạn con hỏi rằng nếu tất cả mọi người đều trở thành A-la-hán hết trọi, thì ai sẽ lo việc ở đời như trồng trọt, dạy dỗ, xây nhà, v.v. Thầy Chu à, quả vị A-la-hán không dễ gì đạt được, ngay cả con đường chân chính diệt khổ cũng còn khó hiểu nữa là. Trong khi đó, lại có quá nhiều pháp môn tu tập sai lầm. Do vậy, không thể nào có chuyện toàn thế giới trở thành A-la-hán. Khi bạn đến thăm, nếu thầy bảo họ thầy đã thấy được không có ta, không tự ngã, họ sẽ không hiểu gì. Dù có hiểu được và tu theo cũng rất khó mà đạt đến chân lý tự tính. Đừng nói đến A-la-hán vì trình độ ấy quá cao siêu, không hợp thực tế để bàn xung được. Ngay cả con đường đưa đến quả dự lưu cũng còn khó mà đạt đến nữa. Chính thầy đã thấy được một phần nhỏ của chân lý tối hậu hay tự tính. Tâm thầy đã thay đổi khỏi, thấy sai. Trước kia thầy chưa từng có cảm giác như vậy. Trước kia đó là ta, ta và ta. Ta phần nào trên thân thể là ta vậy? Không có câu trả lời. Nếu nhìn vào bất cứ một bộ phận nào trên thân thể, chúng ta sẽ thấy rằng bộ phận ấy không hề chứa đựng cái ta hay tự ngã nào cả. Tà kiến về tự ngã phát sinh trong tâm, tức là danh. Bất cứ khi nào tà kiến về tự ngã xuất hiện, thì cảm giác về ta liền có mặt nơi đó. Thí dụ, ta thấy, ta nghe là quan niệm sai lầm, nhưng nghe và thấy chỉ là tâm nghe, tâm thấy. Ta là một cấu uế. Bạn đã thấy một phần nhỏ của chân lý tối hậu khiến bạn cảm thấy buồn, thất vọng vì phiền não vẫn muốn bám chặt vào cái ta. Phiền não bám lấy danh sắc xem là ta, nhưng danh sắc, thân và tâm chỉ là năng lượng. Và tâm lại mau chóng chuyển thành các trạng thái tâm hoàn toàn khác nhau. Không có thân thể rắn chắc, không có một cái tâm duy nhất bất biến mà chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. Thầy Mai, tại sao đạo Phật khó hiểu đến thế? Ta có thể hiểu những tôn giáo khác một cách dễ dàng khi đến nhà thờ nghe giáo sĩ giảng. Thầy Chu à, đạo Phật khó hiểu vì giáo huấn của Đức Phật cốt để từ bỏ phiền não và nhiễm ô. Vì chính phiền não, nhiễm ô tạo ra ta và luôn tiềm ẩn trong ta, và chính nhiễm ô trong bạn không muốn xua đuổi nhiễm ô. Thầy phải tu tập theo lời dạy của Đức Phật thì ô nhiễm mới giảm xuống. Khi trí tuệ hoàn toàn thực chứng được rằng thầy Mai là chân lý về khổ, Dukkha Saccha, thì phiền não sẽ hoàn toàn bị tẩy trừ và khổ sẽ chấm dứt. Đó là nguyên nhân vì sao đạo Phật rất khó thực hành. Đạo Phật khó hiểu vì muốn tu tập cho đúng để trừ ô nhiễm thì ta phải hiểu pháp cho thật vững, thật sâu. Về chấm dứt khổ đau và tẩy trừ phiền não, tôi muốn nhắc lại lần nữa là khổ trong đạo Phật có nghĩa là danh sắc, tức là thân và tâm. Như vậy, để chấm dứt khổ, ta phải hiểu là không còn danh sắc nữa. Vì danh sắc tự chúng đã là khổ, Dukkha Saccha. Ta phải từ bỏ nhiễm ô, vì nhiễm ô là nguyên nhân của danh sắc, tức của khổ. Khi nguyên nhân, phiền não bị tiêu diệt, thì kết quả là danh sắc hay khổ, Dukkha cũng diệt. Lúc ấy không còn tái sinh, cũng không còn danh sắc nào hiện hữu. Ai nương vào Phạm Thiên, Thượng Đế hay các vật linh thiêng vậy? Chính phiền não nhiễm ô nương vào những thứ ấy. Sự thật là chúng ta cần phải có lòng tự tin, tức là niềm tin vào pháp diệt khổ, đó là nguyên lý của đạo Phật. Con đường tu tập dứt trừ các cấu uế quả lắm gian nan. Khi phiền não tạo ra, nó làm ta khổ vì sinh già bệnh và chết. Mọi người trên đời đều khổ như nhau. Các cuộc chiến tranh, đánh nhau và giết chóc trên thế giới có ra đều do tham sân và si. Ba độc tố này lại thường xuyên có mặt nơi mọi người. Chúng là những dạng căn bản của nhiễm ô. Nếu có ai đến đây tu tập như thầy và ngộ được tự tính thì thầy không cần phải dạy họ thế nào là tâm đại bi vì họ sẽ tự nhận ra. Cũng như thế là từ dưới một vũng bùn ta đã ngoi lên được thì ta muốn chỉ cho người khác cách ngoi lên. Vũng bùn ấy là cái hố sinh, già, bệnh chết, sầu, bi, khổ, ưu não, v.v. Hầu hết mọi người trên đời đều nghĩ mình đang hạnh phúc hoặc sẽ được hạnh phúc.
thì thầy làm sao có thể bảo họ chấm dứt khổ đau được, bởi vì họ không muốn từ bỏ niềm vui của mình như cái giá phải trả để được hết khổ. Ngày thứ 9, ngày 10 tháng 2 năm 1986. Thầy Chu A, 3 ngày nay sự tỉnh giác của thầy ra sao? Thầy Mai, 2 hôm nay con nhiệt tâm hơn. Hôm thứ 7 con còn rất nhiều vọng tưởng, làm con rất bực mình. Con muốn tống khứ những vọng niệm ấy đi, và con biết đó là sự nóng nảy trong lòng. Hôm qua cũng thế, nhưng con vẫn cố tu tập đến 6 giờ chiều. Không có sự cố gì xảy ra cả, nên con đầm chán. Con ngừng tu tập và đi nằm. Đột nhiên con nghe tiếng tỏng của một giọt nước rơi xuống lu trong phòng tắm. Con giật mình hệt như bị điện giật hoặc bị ngã từ trên triền núi xuống, vì cái nghe ấy không phải là con nghe mà là tâm nghe. Thầy Chu A, không phải là thầy nghe. Thầy Mai, vâng, không phải là con nghe và con sợ lắm. Thầy Chu E, chỉ một chút xíu thôi, phải không? Nghe không phải là thầy nghe, chỉ là một chút xíu. Thầy Mai, vâng, nhưng cảm giác ấy lại rất mãnh liệt, như một cú điện giật thật chớp nhoáng. Con biết rõ đó là tâm nghe chứ không phải con nghe. Thầy Chu A, có phải lần này cảm giác ấy cũng mãnh liệt như lúc thầy thấy khổ, như thấy được thân ngồi không phải thầy, tâm không phải thầy? Thầy Mai, lần này cảm giác mãnh liệt nhất và rất rõ, nhưng cảm giác thất vọng không kéo dài lâu. Thầy Chu A, cái nghe ấy là tâm. Tâm là tự tính pháp, Sobhava Dhamma, không phải ta, không phải ta nghe, mà chính tự tính hay bản chất của tâm là biết. Trước đây thầy có cảm giác ta đang nghe, nhưng bây giờ thầy biết rằng cái nghe không phải là thầy, nghe là bản chất của cái biết. Để thấy được tự tính Sobhava như thế, thầy cần phải tu tập đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật. Đây là tuệ thực chứng, chân lý tự tính. Thầy Mai, lúc ấy con còn có như lý tác ý, Yoniso, là tỉnh giác, mọi sự đều ổn khi con bắt đầu nằm xuống. Thầy Chu A, tại sao niệm, tuệ và tinh tấn ngang nhau như mặt nước tĩnh lặng, thầy có hiểu không? Thầy Mai, trong 2 ngày đầu con tu tập rất nghiêm túc, sau đó con chỉ cố để đừng nỗ lực quá căng, vì con mất đến 2 ngày không có chuyện gì xảy ra, nên con ngừng tu tập, chỉ trở về trạng thái bình thường. Thầy Chu A, cái cách thầy tu tập lúc đầu căng quá, thầy có biết cái gì tiềm ẩn trong cảm giác ấy không? Thầy Mai, con nghĩ đó là ô nhiễm phiền não, tức lòng khao khát được thấy pháp. Thầy Chu A, phải rồi, ham thấy pháp, đi đứng nằm ngồi với lòng khao khát nhưng không thể thấy được, và phiền não, vọng tâm bảo hãy ngưng tu tập vì không thấy pháp xuất hiện. Do đó khi nằm xuống thầy buông xả lòng tham, lúc ấy không có phiền não nhiễm ô trong cảm giác, bởi thế tâm nghe xuất hiện, rồi vọng tưởng ô nhiễm kia lại trở về. Ai cũng bị tình trạng tương tự vì họ chưa từng cảm thấy như thế. Chỉ có ta, lúc nào cũng ta, khi không thấy ta đâu cả thì người ta đâm hoảng. Ngày thứ 10, ngày 14 tháng 2 năm 1986. Thầy Chu A, thầy tu tập đến đâu rồi? Thầy Mai, đêm hôm qua con bị nửa tỉnh nửa mê, khi thức dậy con đâm ra kinh hãi. Thầy Chu A, chuyện này rất bình thường đối với người sống ở nơi yên tĩnh. Khi thức dậy họ thường sợ hãi vì 2 nguyên nhân: 1. Sống ở nơi yên tĩnh, và 2. Trí tuệ muốn lóe lên nhưng lại bị tắt lịm đi vì quá yếu. Thầy Mai, con lại thỉnh thoảng bị vọng tưởng. Khi ít vọng tưởng thì con có thể tập trung vào giây phút hiện tại dễ dàng hơn. Thầy Chu A, thế là nay thầy đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong sự tu tập rồi đấy. Chả bù cho lúc mới đến, khi bị vọng tưởng khống chế, thầy không vui chút nào. Bây giờ thầy không bực bội vì vọng tưởng mà chỉ thấy đó là tâm pháp, là tự tính Sobhava, chứ không phải là ta. Cho đến bây giờ thầy đã ở đây được 1 tháng rưỡi. Việc này cũng như nghiên cứu canh nông, phải mất một thời gian mới hiểu được. Sự cân nhắc cẩn thận, Yoniso, của thầy cũng khá hơn trước. Yoniso có nghĩa là thầy phải hiểu cách tu tập. Một định nghĩa ngắn về Yoniso là hiểu biết cách tu tập, hiểu chân lý về tự tính. Nếu không hiểu cách tu tập thì thầy sẽ không có Yoniso tốt. Yoniso, sự hiểu biết cách tu tập, ngăn cản nhiễm ô phiền não. Nếu không có Yoniso thì những phiền não vẫn hoạt động, sẽ khó tu tập. Ngăn trận phiền não rất khó vì nó khôn lanh hơn mình. Trận chỗ này
nó hiện ra chỗ khác. Nếu ta không nhận diện được nó thì nó sẽ đánh lừa ta, khiến ta nghĩ có lẽ tu cách khác tốt hơn, như tịnh chỉ Samantha chẳng hạn. Nhưng nếu tu pháp này, ta sẽ đạt đến cõi sắc hoặc vô sắc sau khi chết. Phiền não bảo rằng đạt đến cõi ấy sẽ không bị già, bệnh và chết. Vì thế thầy tu tập định theo phương pháp ấy do phiền não sai sử. Kết quả là tuệ không phát sinh được để chấm dứt khổ. Ta hãy trở lại với sự tu tập này. Giả sử mỗi khi đổi tư thế, phiền não bảo rằng ta hãy ngồi theo cách này tốt hơn cách kia vì nó sẽ giúp ta thấy pháp. Và vọng tưởng cũng nghĩ rằng thân đi là tốt hơn thân ngồi. Thầy nghĩ sao? Thân nào tốt hơn trong bốn tư thế? Thầy Mai, con không nghĩ gì hết, nhưng con thích thân đi. Thầy Chua, như vậy là phiền não lừa bịp thầy, vì thầy nghĩ thân đi tốt hơn các kiểu khác, vì trong tư thế này thầy bị ít vọng tưởng hơn. Sự thể là cả bốn tư thế đều vô thường, khổ, vô ngã, chúng đều giống nhau. Nếu thầy thích một tư thế, thì điều này chứng tỏ vọng tưởng đang xâm chiếm thầy, chính vọng tưởng thích thân đi. Điều quan trọng trong sự tu tập là ngộ được khổ, vì khổ cần phải được chứng. Trong tứ diệu đế, khổ là chân lý hiện hữu. Thân ngồi, thân đi, thân đứng, thân nằm đều khổ. Mỗi tư thế đều phải thay đổi để bớt khổ. Đừng quên điều này. Trước hết là phải nhận ra được khổ. Càng thực chứng khổ thì phiền não càng bị bật gốc, vì khổ là chân lý. Trong tứ diệu đế thì khổ để phải được thực chứng. Khổ nên biết. Điều thầy cần phải chứng trước nhất là khổ thọ thông thường, Dukkha Vedana. Thầy thấy đau nhức trong một tư thế và phải thay đổi. Khổ thọ sinh ra trong tư thế cũ, ví dụ ngồi mãi. Hành khổ, Sankhara Dukkha, là yếu tố khiến thầy đổi sang tư thế mới. Càng ngộ điều này sâu xa thì tuệ sẽ thấy được ba tướng khổ, Dukkha, Lakkhana, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ như khi ngồi lâu sinh mỏi mệt, hành khổ như khi đổi tư thế cho đỡ khổ, hoại khổ như khi hết thay đổi gì được nữa. Khi thấy ba tướng khổ, trí tuệ càng tiến gần đến sự chứng ngộ chân lý về khổ, Dukkha Saccha. Dukkha Saccha là chân lý, theo đó ta không thể thay đổi được cái gì, rằng khổ vốn nội tại trong bản chất sự sống. Phương pháp tu tập là bắt đầu với khổ thọ thông thường, Dukkha Vedana, vì dễ thấy. Hiện giờ chân lý về khổ ở ngay trong thầy. Thầy là ngũ uẩn, danh sắc, và đấy là khổ đế. Dukkha Saccha, thầy muốn được trường tồn, muốn sự vật đừng thay đổi, muốn mọi sự phải ở trong tâm kiểm soát của mình, nhưng không thể được, đó là pháp tự tính Sopava Dhamma. Không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải tự ngã, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thần tâm nhất định phải bị già bệnh chết, thầy không tài nào tránh được. Ngoài ra thầy còn phải chịu nhiều thứ khổ khác như sầu, bi khổ, ưu não, thần tâm không lúc nào yên. Tam tạng kinh điển có 3 phần: Vinaya Pitaka, tạng luật cho tỳ kheo; Sutta Pitaka, tạng kinh Phật; Abhidhamma Pitaka, tạng luận. Mục đích của Abhidhamma là chia sẻ thân và tâm làm nhiều phần để chứng minh sự vô ngã, như năm uẩn, 12 xứ chẳng hạn. Tóm lại thì chỉ có danh và sắc. Thầy có thấy trong thân và tâm, trong năm uẩn, cái gì là thầy không? Có phải thân là thầy không? Cảm thọ hay tưởng, hay hành hay thức? Khi tức giận, anh Frank là thầy tức giận năm uẩn. Trong năm uẩn, giận uẩn nào? Từng mỗi uẩn đâu phải nam hay nữ hay anh Frank, mà chỉ là pháp tự tính, Sopava Dhamma, ai tạo ra ngũ uẩn đó? Thầy Mai đáp, phiền não tạo ra ngũ uẩn. Thầy Chua, ai tạo ra cái ta đang ngồi, đứng, đi, vân vân, phiền não tà kiến. Để đối phó với phiền não, thầy phải biết mặt mũi của nó, vì nó đánh lừa thầy rất dễ. Nó làm cho thầy tưởng có một pháp tu khác có thể diệt trừ vọng tưởng, đạt đến Niết Bàn. Vì Niết Bàn là một cõi trời sung sướng, nó còn xí gạt thầy tin rằng trong cõi thiên đàng hay Niết Bàn ấy không có già bệnh và chết. Sự thật Niết Bàn không phải là một nơi trốn. Niết Bàn là đối tượng của tâm, Chitta, được gọi là đạo tâm, Mangga Chitta, là Vala, tâm kế tiếp là quả tâm, Pala Chitta. Hiện tại khi thầy ngồi thì thân ngồi là đối tượng quán, nó thuộc thế gian. Từ lúc bắt đầu tu tập cho đến khi giác ngộ cũng còn thuộc thế gian. Tu tập cho đến lúc không còn xem thân ngồi là đối tượng nữa
mà có Niết Bàn làm đối tượng thì tâm chitta lúc ấy trở thành siêu thế, gọi là đạo tâm và quả tâm. Lúc ấy phiền não nhiễm ô bị tiêu diệt và khổ cũng dứt, vì trong trạng thái tâm linh chitta với Niết Bàn làm đối tượng thì không phiền não và do vậy không có khổ. Trong bốn diệu đế có hai chân lý thế gian và hai siêu thế, chân lý về khổ dukkha sakcha và tập samudaya sakcha là thế gian, diệt đế nirodha sakcha hay Niết Bàn và đạo đế hay tám chánh đạo mangga sakcha là siêu thế. Tùy bát chính đạo cũng có thể là thế gian, nhưng bây giờ thầy đang tu tập là còn thuộc thế gian. Thầy tu tập do thấu hiểu được khổ, khổ là năm uẩn hay danh sắc hay bản thân thầy. Thầy càng ngộ được khổ thì càng nhổ bớt gốc rễ tham ái và càng tiến dần đến diệt đế, Niết Bàn. Điều này có nghĩa là khổ càng được chứng đắc thì bát chánh đạo càng được phát huy. Đấy chính là nhiệm vụ của tứ diệu đế. Từ nhiệm vụ có nghĩa là khổ nên biết, tập khát ái nên đoạn, diệt nên chứng và bát chánh đạo nên tu. Như vậy bốn nhiệm vụ của bốn chân lý đều quy tụ về một khoảnh khắc yana thứ 14 trên lộ trình tâm. Ngày thứ 11, ngày 26 tháng 2 năm 1986. Thầy Chu A, việc tu tập của thầy đến đâu rồi? Thầy Mai, đêm qua con không ngủ được vì cứ vọng tưởng mãi, tâm cứ lang thang từ thân nằm đến giảng đường. Con nghĩ đến tất cả các khuôn mặt của những người đến đấy. Thầy Chu A, thầy Frank, cô Vitong. Con biết đây là vọng tưởng, và vọng tưởng ghi nhớ điều này xong liền quay lại thân nằm. Lúc ấy con biết rõ thân nằm không phải là mình, mà như một hình nhân, một thân xác, một xác chết thì đúng hơn, thật rõ ràng. Và xác chết ấy trở nên càng lúc càng rõ rệt. Con sợ quá bám chặt lấy cái giường, sau đó con ngủ quên đi được một tiếng đồng hồ. Rồi một chuyện khác xảy ra, con vừa ra khỏi giấc ngủ, đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hệt như đang nằm mơ giữa ban ngày. Con thấy mình đang soi gương, nhưng sao lạ quá, bỗng nhìn khuôn mặt ở trong gương đang phản chiếu lại không phải là gương mặt của con mà là một tu sĩ Thái. Những nét căn bản thì đúng là của con, một chàng trai, nhưng khi trong giấc mơ con nhận định rõ ràng hơn thì màu da ấy sạm hơn màu da con, và đôi mắt ấy là đôi mắt của một người Á Đông. Con giật bắn người vì giấc mơ có vẻ rất thực, như trong chiêm bao ta vẫn thường nghĩ là thực. Con không muốn nhìn tiếp vào khuôn mặt ấy nữa, nhưng dường như có ai cố ghì chặt cái đầu con, không cho nó quay đi chỗ khác. Con tỉnh giấc mà người cứ run bắn lên. Con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác sợ hãi thật mãnh liệt, y như đang xem một cuốn phim kinh dị. Ngoài chuyện đó ra thì điều này đến từ con. Thầy Chu A, cái cách thầy diễn tả lần đầu, thầy thấy thân nằm là đúng. Đó là trí tuệ thấy thân nằm không phải là thầy. Thầy thấy tự tính hay chân lý là cái thân không phải tôi, nhưng giấc mơ thì không phải là tuệ minh sát vipassana, vì lúc ấy không có tỉnh giác, chính niệm và tuệ. Muốn thấy được chân lý tối hậu hay tự tính sopava thì phải hoàn toàn tỉnh giác, mà trạng thái này không thể có trong lúc ngủ mơ. Nhưng lần này như lần đầu, thầy lại sợ hãi. Cái cảm giác kinh dị mà thầy mơ thấy đó đến từ kinh nghiệm ban đầu. Câu chuyện thầy kể khó xảy ra nơi người không từng tích lũy công đức từ trước. Pubekata punata, để thấy được tự tính. Ngay cả một người chưa có tích lũy công đức cũng có thể thấy được chân lý, nhưng phải mất thời gian rất lâu. Nhưng với thầy thì sự thể lại quá nhanh, chỉ mới hơn một tháng mà thầy đã nhanh chóng thấy được tự tính nhờ đã tu tập từ trước. Hiện tại thầy đang trên đường đến minh sát tuệ vipassana để chấm dứt khổ. Đã có nhiều người đến đây nhưng không ai thấy được pháp mau như thầy. Lần này thầy đã thấy xác thân không phải là ta. Lần trước thầy thấy tâm không phải là ta. Trước kia thầy nghĩ đấy là ta, nhưng thầy đã thấy thân và tâm riêng rẽ. Một ngày kia thầy sẽ thấy thân tâm cùng một lượt, hầu như đồng thời, chỉ cách nhau một tích tắc. Và đấy gọi là Namarupa Parichedanana, cái giây phút mà danh sắc hay thân tâm đều tan rã. Thanh tịnh đạo, Visuddhi Magga dạy, trước hết bạn thấy sắc như một tấm gương, khi gương sáng hơn, bạn sẽ thấy người lau gương, đó là danh, rồi bạn thấy cả hai cùng lúc, gương,
thân Rupa và người lau gương tâm Nama. Chẳng bao lâu thầy sẽ quay về Anh Quốc. Tôi rất tiếc thấy thầy ra đi. Hãy mang pháp theo bên mình chứ đừng để lại đây. Hãy nhớ lấy tự tính chân lý tối hậu mà thầy đã thấy, vì nó sẽ đưa thầy ra khỏi khổ đau. Hải xin hết, và cũng hết cuốn sách này. Thì nhân tiện đây Hải có vài lời. Xong cuốn sách này chúng ta cũng đã thấy thầy Chua đã nhắc đến cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga. Đó là một chiếc tác vô cùng là nổi tiếng trong cái nền Phật giáo thế giới. Thì nó cũng đã được Ni Sư Chị Hải việt dịch. Thì sau video này, thực ra thì sau video này thì Hải theo cái nguyện vọng và yêu cầu của mọi người muốn tìm hiểu Phật giáo Nguyên Thủy để cho mọi người đi được đúng cái con đường để biết bước đến Kim Cương Thừa, là phải đặt nền tảng trên truyền thống Theravada, Nguyên Thủy hay Hinayana Tiểu Thừa trước. Thì đương nhiên người ta phải học hết kinh tạng Nguyên Thủy, gồm có Trung Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, nhiều nữa. Toàn bộ hệ thống kinh tạng Nguyên Thủy. Mà chúng ta đã thấy tạng kinh, bộ tạng kinh lớn gồm 13 quyển của Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra Việt Văn. Bộ đó rất là quý. Hải cũng muốn là mọi người, mỗi một người đều nên sở hữu một bộ kinh tạng đó. Hiện tại Hải có một bộ trong nhà. Trước thì Hải có hai bộ, nhưng mà Hải đã tặng cho trường Phật giáo Sóc Sơn Hà Nội một bộ, vì tăng ni ở trên đó than rằng cả trường có nghìn tăng ni mà chỉ có một bộ kinh. Thì Hải tặng thêm một bộ nữa là hai bộ, bởi vì Hải thấy ngạc nhiên là tại sao lại mỗi một người chỉ nên sở hữu một bộ kinh, chứ nếu như mà hai bộ kinh thì làm sao mà học được. Ví dụ hôm nay toàn thể chư tăng ni học bộ kinh Tiểu Bộ Kinh chẳng hạn, thế lấy Tiểu Bộ Kinh chẳng nhẽ cả 1.000 người cùng nhau đọc một quyển sách thì làm sao mà được. Thì một mình Hải, một người là nên chỉ có một bộ thôi thì mới đúng chứ. Như ngày xưa chúng ta đi học ấy, mỗi một bộ sách giáo khoa thì chỉ một người sử dụng thôi, chứ đâu có để cho đến người thứ hai học được. Thế cho nên là Hải đọc hai bộ, nhưng Hải đã tặng nhờ một Nico mang lên cái trường Phật giáo Sóc Sơn cúng cho cái trường đó. Thì quý vị nên sở hữu cả bộ kinh tạng Nguyên Thủy Nikaya Pali dịch sang tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu. Thì đấy là điều tốt nhất. Nó gồm một Tiểu Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ, đại loại thế, nhiều. Quanh quẩn còn một hai bộ nó Hải không nhớ tên. Tiểu Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Kinh Tạp Loại thì đâu. Hải không có nhớ, và không có nhớ hết. Mà nhưng nổi tiếng nhất trong truyền thống Nikaya đó là Trung Bộ Kinh. Thì bởi vì mọi người muốn cái con đường của Phật giáo Nguyên Thủy, như chúng ta đã đọc trong cái quyển Minh Sát Tuệ này, chúng ta đã thấy là cái con đường thực hành Phật giáo Nguyên Thủy là phải thực hành, học kinh kèm theo thực hành, chứ không phải là chỉ có học suông không thôi đâu. Cho nên là mà mọi người thì lại không tìm được cái lớp nào mà dạy thiền Vipassana một cách phải dùng như, từ như thế nào cho nó chính xác, tức là có uy tín. Có uy tín, và những vị đạo sư đó là những vị đạo sư chân chính. Và những vị đạo sư chân chính là những vị đạo sư tu theo truyền thống Tiểu Thừa Nguyên Thủy, nhưng không bác Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Đấy là những vị đạo sư vĩ đại, như chúng ta đã đọc ở quyển Đức Phật Dạy Những Gì của Ni Sư Chị Hải dịch của Đại Đức Rahula người Tích Lan đó. Ngài là theo truyền thống Tiểu Thừa Theravada Nguyên Thủy, nhưng Ngài lại học cả truyền thống Đại Thừa, đọc những bài luận của Ngài Vô Trước và Ngài Tịch Thiên bằng tiếng Tạng, tức là Ngài thông hiểu cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Thì phải là những cái vị đại sư vĩ đại như thế. Còn những cái người họ chấp vào Tiểu Thừa mà họ bác Đại Thừa thì đấy không phải là những vị chân chính. Và khi những vị chân chính đó, là chúng ta đã thấy qua cái kinh nghiệm thực hành Samatha và Vipassana, tất cả chúng ta đều sẽ thấy rằng những vị đó là những vị không có chánh niệm và tà kiến. Khi họ đã bác những cái lời dẫn đến giác ngộ thì chắc chắn họ là bị tà kiến. Cho nên là làm thế nào để mọi người tìm được những cái vị thầy mà không bị như thế? Thì thực sự Hải đã may mắn biết được cái vị đó. Đây là Thiền sư Jatila. Ngài dạy pháp thiền minh sát rất là chuẩn, và tất cả mọi thiền sinh khi tìm đến Ngài là chỉ thành thiền 1 đến 2 tháng là có thể đạt được đến chứng nghiệm tỉnh giác. Thì nhân cái cơ hội này thì Hải xin up những cái video mà Ngài dạy cái khóa thiền của Ngài ở tại Thiền viện Phước Sơn.
lên trên kênh YouTube của Hải, bởi vì Hải đã download cái bài giảng đấy ở đâu đấy Hải không có nhớ nữa, nhưng mà rất là lâu rồi, Hải không biết là bây giờ nó còn tồn tại trên internet hay không, cho nên Hải là muốn up nó lên trên kênh này để cho mọi người có cái tư liệu để mọi người thực hành giáo pháp. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là sau khi mà Hải đã up xong cái khóa tu phát thiền minh sát của thiền sư Jatila xong, thì Hải sẽ up một cái sách nói. Cái sách nói là cuốn Thanh Tịnh Đạo, đã được cái trung tâm Diệu Pháp Âm họ là thực hiện audio rồi. Thì đây, trong tay Hải đây là bộ Thanh Tịnh Đạo của Ni Sư Chí Hải. Thanh Tịnh Đạo Badantacharya Buddha Gosa của Nandimuli Bhikkhu dịch sang Anh ngữ, do Thích Nữ Chí Hải dịch sang Việt ngữ và Hòa Thượng Thích Minh Châu giới thiệu, nhà xuất bản Hồng Đức. Thì đây là những cái bộ sách rất là quý giá, tuy nhiên nó rất là dày mà rất là khủng khiếp. Hải nghĩ rằng mình khó có thể đọc hết được ở trên kênh này của mình, cho nên là may mắn là Hải đã tìm được cái mà họ thu âm audio, thì Hải cũng sẽ up luôn ngay sau khi Hải up mà xong cái của ngài Jatila. Thì cái bộ này thì của Ni Sư Chí Hải dịch, thì đây cũng một bộ nữa của Ni Sư Chí Hải, và khi mà học xong nó là cái rất là quan trọng. Như Hải vừa nói đấy, trọng tâm của kinh điển Nikaya đấy chính là Trung Bộ Kinh. Còn tiểu bộ kinh hay tương ưng bộ kinh thì và những cái quyển và những bộ khác thì là xoay quanh Trung Bộ Kinh thôi. Thì đây, bộ toát yếu Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ Pali, Thích Nữ Chí Hải tóm tắt và chú giải, nhà xuất bản Hồng Đức. Nó gồm có 3 quyển, quyển 1, quyển 2, quyển 3. Thì Hải thấy thực sự nó dày và nó nhiều như này, thì Hải không biết là mình có đủ cái sức mà mình đọc trong cuốn này không. Bởi vì Hải tìm hiểu trên internet thì Hải không thấy có ai đọc bộ này. Có đúng một người đọc thôi, nhưng mà bác ấy lại đọc, cũng là đọc theo cái kiểu như của Hải nên như thế này này. Nhưng mà bác ấy, mỗi một cái video của bác là chỉ có 5 phút thôi. Nó chỉ có 5 phút thôi và toàn bộ hết. Bác ấy đọc hết 3 cái cuốn này thì nó tổng cộng nó hết 125 cái video. Rất là nhiều như vậy. Thì Hải không biết là mình có đủ cái sức vượt lười để mà đọc hết cái bộ Toát Yếu Trung Bộ Kinh của Ni Sư Chí Hải này không. Thì có lẽ là mọi người nên tự thỉnh quyển này về tự học thôi, chứ còn để đọc những cái cuốn mà nó dày mà nó liên tục như thế này, Hải thực sự sức khỏe của Hải rất là mệt. Cứ ngày nào cũng nói ra giả đến một tiếng, gần một tiếng đồng hồ thì mà Hải còn phải học cả lớp triết học CDG nữa, Nalanda nữa, mà cái trình học nó rất là nặng. Đã xong nhiếp loại học, tâm loại học rồi mà chuẩn bị đến nhân minh học nữa, cho nên là cái trình học nó rất là khó. Nên Hải muốn tập trung vào cái việc học của mình, thay vì đó Hải sẽ đọc những đầu sách nhẹ nhàng hơn. Còn cái việc tu là việc cá nhân của mỗi người và sự nỗ lực riêng của mỗi người. Quý vị muốn cái đường tu của mình vững chắc thì quý vị phải nghiên cứu kinh điển, bỏ công bỏ sức ra để thực hành giáo pháp. Cái việc thực hành Phật pháp nó không phải là chuyện để chúng ta tiêu sầu giải muộn trong những lúc chúng ta nhàn hạ, mà đi tu và học là cả một công trình, là cả một sự nghiệp, là cả một sự cống hiến có hy sinh và mất mát ở trong đó, chứ không phải chỉ là những cái chuyện mà mọi người nghĩ rằng nó chỉ là một cái phụ trong cuộc đời của mọi người đâu. Quan điểm đấy là tà kiến, là sai lầm, là không có đúng. Mọi người nghĩ đi, tiền chúng ta thỉnh những bộ kinh, thời gian chúng ta đầu tư để học tập, để nghiên cứu và tư duy về giáo pháp, thời gian và tiền bạc chúng ta đến các tu viện đảnh lễ các vị thầy, thời gian và tiền bạc chúng ta nhiễu các thánh tích cúng dường các vị tăng, rồi chúng ta thỉnh các bức tượng, thỉnh các pháp khí, thỉnh các thăng ca, rất là nhiều tài bảo và công sức của chúng ta, thì đó không phải là một thú vui hay là một thứ để tiêu sầu giải muộn, mà nó thực sự là một sự nghiệp thực hành giáo pháp. Thì thì Hải cũng tiện đây thì Hải cũng muốn nói rằng là như Đức Dalai Lama hay là ngài Chusan Tukur Rinpoche, ngài nói rằng là đã dạy rằng là không có một cái công đức hay một cái phúc đức nào lớn hơn từ việc học tập, tư duy và nghiên cứu về giáo pháp. Vậy cho nên là cái việc thực hành giáo pháp, và nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn nhấn mạnh rằng người Phật tử của thế kỷ thứ 21 là một người Phật tử phải thấu hiểu kinh tạng của Phật, bởi vì có rất nhiều mối nguy hiểm ở ngoài kia.
tất cả mọi sự có thể lợi dụng cái sự vô minh, cái sự thiếu hiểu biết của quý vị để hãm hại và lừa quý vị bất kỳ một lúc nào. Lợi dụng cái lòng tin, lợi dụng cái tín tâm của quý vị. Nhưng mà lỗi cũng ở quý vị, bởi vì nếu như không học là mình đang tạo cho kẻ khác cái cơ hội để được lừa mình. Nếu như quý vị ai cũng thông tuệ kinh điển, ai cũng biết cái cách thực hành giáo pháp thì đương nhiên quý vị sẽ có thể nhận ra được đâu là chính pháp của Phật, đâu chỉ là ngụy tạo. Cho nên là Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như Ngài Tuku Chusang Rinpoche đã dạy rằng việc tư duy về giáo pháp là phước đức lớn nhất, là điều không hề có gì phải bàn cãi nữa. Cho nên cái việc thực hành, cái việc học tập và tư duy về giáo pháp phải được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là công việc sinh ra công đức nhiều nhất. Thì Hải cũng xin dứt lời thôi, nhưng Hải mong muốn là quý vị có thể tiếp thu được hai cái bộ sách vĩ đại này. Đây, Hải để gần để cho quý vị thấy. Có thể để xa là quý vị không thấy nó đồ sộ lắm đâu. Nhưng đây là cuốn Thanh Tịnh Đạo của Gia Cam đây. Đây là bộ Toát Yếu Trung Bộ Kinh của Ni Sư Chí Hải. Hải có hết từ nhiều năm nay rồi. Thì tiện đây thì Hải cũng xin dứt lời và chúc quý vị thật là tiếp thu được trọn vẹn truyền thống Nikaya, Tiểu Thừa, Nguyên Thủy, cái bước đệm để quý vị bước vào con đường của Đại Thừa và Kim Cương Thừa Tối Thượng. Nguyện cầu cho toàn thể quý vị, những ai xem được những video này của Hải đều tinh tấn trên con đường đạt đến giác ngộ toàn hảo và phát Bồ Đề Tâm để bước vào con đường Đại Thừa để cứu độ vô vàn chúng sinh. Hải xin chúc quý vị hiểu được những bài giảng pháp của Thiền Sư Jatila cũng như hiểu được cuốn Thanh Tịnh Đạo do Ni Sư Chí Hải Việt dịch, kho tàng giáo pháp tôn quý, chân quý và vô song. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau của Lễ Hoàng Hải.